Chào mừng các em học sinh đến với tiết học ngữ văn ngày hôm nay. Trong bài học trước, các em đã tìm hiểu hai phương pháp quan trọng khi tạo lập văn bản nghị luận, đó là phép phân tích và tổng hợp. Các em đã nắm được đặc điểm, vai trò của phép phân tích và tổng hợp. Hôm nay cô trò chúng ta luyện tập phép phân tích và tổng hợp. Các em dở vở ra ghi bài. Tiết 103. Luyện tập phân tích và tổng hợp. Với bài học ngày hôm nay, các em sẽ nhận dạng được văn bản phân tích và tổng hợp trong văn nghị luận như thế nào và rèn được kỹ năng viết văn bản phân tích tổng hợp trong văn bản nghị luận. Trước khi luyện tập, chúng ta hệ thống lại phần lý thuyết trong giờ học trước. Ở trong bài học trước, các em đã đi tìm hiểu. Phân tích ở đây là phép lập luận trình bày từng bộ phận, phương diện của một vấn đề để nhằm chỉ ra nội dung của sự vật, hiện tượng. Và khi sử dụng phép lập luận này, sẽ vận dụng các biện pháp nêu giả thiết, so sánh, đối chiếu và có cả phép lập luận giải thích, chứng minh. Trong phép tổng hợp, là phép lập luận rút ra cái chung từ những điều đã phân tích. Lập luận tổng hợp thường đặt ở cuối đoạn hay cuối bài, ở phần kết luận của một phần hoặc toàn bộ văn bản. Chính vì vậy, phép phân tích và tổng hợp ở đây chúng ta thấy trong một văn bản nghị luận không hề tách rời nhau. Sau khi phân tích rồi, phải tổng hợp mới có ý nghĩa. Tổng hợp phải dựa trên cơ sở của phân tích. Dựa trên phần lý thuyết các em đã được học ở tiết học trước, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập đi vào bài tập số 1. Các em dở sách giáo khoa bài tập 1 ở trang 11-12, quan sát cho cô. Với bài tập 1 này, yêu cầu của bài tập, các em phải tìm ra được mỗi một đoạn trích tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng như thế nào. Cô giáo hướng dẫn cho chúng ta, muốn xác định được phép lập luận thì các em phải xác định được luận điểm và luận cứ trong mỗi đoạn văn. Ở trong đoạn A, ý A ở sách giáo khoa, tác giả đã phân tích bài thơ Thu Điếu. Các em quan sát lại bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Quyến. Thu Điếu, ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tèo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa bèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách băng teo, tựa gối ôm cần nâng chẳng được, cá đông đất động dưới chân mèo. Ở trong bài tập số 1, ý A, chúng ta thấy được ngay mở đầu của đoạn trích, tác giả đã đưa ra một lời nhận xét mang tính chất khái quát cho toàn đoạn văn. Đây chính là luận điểm. Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác hay cả bài. Sau đó, tác giả đã phân tích cụ thể cái hay của bài Thu Điếu. Cái hay ở đây thể hiện ở phương diện thứ nhất, đó là ở các điệu xanh. Toàn bài thơ chúng ta thấy được, đó là màu xanh của ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo. Rồi đó là ở những cử động, đó là những cử động của chiếc thuyền lâu lâu mới nhích, sóng gợn tí, lá đưa vèo, tầng mây lơ lửng, ngõ trúc quanh, chiếc cần câu vuông, rồi con cá đậu. Rồi cái hay ở đây thể hiện ở trong cách gieo vần, và cuối cùng đó là các chữ không non é ở trên phương diện ngôn ngữ. Và chúng ta thấy được tác giả Xuân Diệu đã đưa ra dẫn chứng cụ thể
trong câu 3 và câu 4. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa về. Nhà thơ đã tìm được tốc độ bay của chiếc lá vèo và rất tương xứng, cân đối với tốc độ của sóng tí. Một cái thì rất nhanh và một cái thì rất chậm. Với bài tập số 1 ý A này, chúng ta thấy ở đây nhà thơ Xuân Diệu bình bài thơ Biếu của Nguyễn Khuyến sử dụng phép lập luận phân tích theo lối diễn dịch từ khái quát mang tính chất luận điểm, sau đó là đưa ra những dẫn chứng lý lẽ để thuyết phục cho luận điểm. Các em sang đến bài tập 1 ý B. Quan sát cho cô đoạn trích trong bài tập 1 ý B. Trong ý B này có hai đoạn văn. Mở đầu đoạn đầu tiên, chúng ta thấy ở đây tác giả đã đưa ra vấn đề và đây chính là luận điểm mấu chốt của sự thành đạt là ở đâu. Tiếp theo, các tác giả đưa ra các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt ở trên phương diện, đó là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Như vậy ở đây tác giả đã phân tích ra cái nguyên nhân của sự thành đạt, đó là nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đoạn 1, câu cuối của đoạn mang tính chất kết nối, đặt vấn đề cho đoạn sau về nguyên nhân chủ quan. Đoạn sau phân tích một cách cụ thể quan niệm đúng sai ở nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là gì? Gặp may mắn, có cơ hội, đó là khách quan. Nhưng bản thân mỗi con người không có sự cố gắng, nỗ lực thì vẫn thất bại. Ngược lại, nếu như gặp khó khăn là hoàn cảnh khách quan, nhưng mỗi con người có cố gắng vượt qua thì vẫn dẫn đến thành công. Cuối cùng, tác giả đã chốt lại mang tính chất kết luận. Mấu chốt của thành đạt đó chính là bản thân chủ quan mỗi người. Như vậy thì chúng ta thấy ở đoạn B, tác giả đã vận dụng kết hợp nhuần nhuyễn cả hai phép lập luận. Đầu tiên là câu mang tính chất khái quát, sau đó dùng dẫn chứng lý lẽ để phân tích, rồi cuối cùng thì tổng hợp lại. Với bài tập số 1, chúng ta thấy ở đây tác giả sử dụng chủ yếu đó là phép lập luận phân tích. Ý A, câu đầu mang tính chất khái quát bằng luận điểm, các câu còn lại phân tích bằng các lý lẽ và dẫn chứng để thuyết phục cho luận điểm. Như vậy ở ý A, tác giả đã sử dụng theo lối diễn dịch. Ở ý B có hai đoạn văn. Đoạn 1, câu đầu khái quát bằng luận điểm dưới dạng một câu hỏi, các câu còn lại đưa ra lý lẽ để thuyết phục. Đoạn 2, mang tính chất khẳng định, phân tích đưa ra các dẫn chứng để làm sáng tỏ cho câu trả lời trên. Với bài tập trên, chúng ta thấy ở đây có rất nhiều cách để sử dụng cái phương pháp phân tích trong văn nghị luận. Như vậy thì các em cũng cần phải sử dụng linh hoạt và sáng tạo để tạo lập một văn bản nghị luận. Chúng ta chuyển sang bài tập số 2, sách giáo khoa trang 12. Với bài tập số 2 này, chúng ta thấy hiện nay có một số học sinh học qua loa đối phó và học không thật sự. Chính vì vậy cho nên em hãy phân tích bản chất của học lối đối phó và nêu lên những tác hại của nó. Cô giáo hướng dẫn cho các em, trước hết chúng ta phải nêu ra vấn đề thực trạng, sau đó là
được bản chất của học đối phó là gì, tác hại của nó ở hai phương diện, đó là bản thân và xã hội. Rồi chốt lại vấn đề, đó là không nên học đối phó, học qua loa. Muốn triển khai được vấn đề trên thì chúng ta cũng phải hiểu được học qua loa là gì và học đối phó là như thế nào. Học qua loa là không có đầu, có cuối và không đến nơi đến chốn. Cái gì cũng biết một tí nhưng không có kiến thức cơ bản, học chỉ để khoe khoang. Còn học đối phó là học để chống lại sự kiểm tra đánh giá của người khác và học không thực chất. Với sự hướng dẫn của cô giáo thì các em sẽ tìm cho hệ thống luận điểm và luận cứ trên cơ sở cô giáo gợi ý như sau. Thứ nhất, hiện nay một số học sinh học đối phó và học không thật sự. Luận điểm thứ hai, đó là bản chất của học đối phó ở đây là như thế nào. Chúng ta thấy ở đây, học đối phó ở đây là học không lấy việc học làm mục đích mà xem đây chỉ là việc phụ. Học bị động, cốt đối phó với sự kiểm tra của thầy cô, thi cử. Học mang tính chất hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học. Học chỉ cốt lấy bằng cấp, nhưng đầu óc thì rỗng tuếch không có gì. Và học ở đây qua loa đại khái, đầu óc không hề tập trung. Từ cái bản chất của học đối phó, chúng ta đánh giá về tác hại của học đối phó ở các phương diện, đó là bản thân và xã hội như sau. Học đối phó ở đây sẽ tốn rất nhiều thời gian mà chúng ta thấy ở đây không hiểu được bản chất của vấn đề. Thứ hai, đó là học không thấy hứng thú, dẫn đến chán nản, hiệu quả rất thấp, khả năng tự giác, tư duy sẽ mất dần, tạo ra con người nhân cách rất xấu. Thứ ba, đó là học đối phó không bao giờ tạo được sự tôn trọng, nể phục, yêu mến của bạn bè và mọi người xung quanh. Thứ tư, đó là không có kiến thức thì làm cái gì cũng khó, dễ bị công việc, xã hội đào thải. Và cuối cùng ở đây sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Sau khi chúng ta đã đánh giá được tác hại thì các em có thể chốt lại. Như vậy, học đối phó có nhiều tác hại với bản thân, gia đình và xã hội. Chính vì vậy, cho nên chúng ta cần học thực chất. Với bài tập số 2 này, các em đã vận dụng được cả hai phép lập luận, đó là phân tích và tổng hợp. Trên cơ sở cô giáo gợi ý những luận điểm và luận cứ thì chúng ta sẽ vận dụng thực hành một bài tập như sau. Bài tập vận dụng, chúng ta thực hành viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 dòng có sử dụng phép phân tích và tổng hợp trên cơ sở cô giáo đã gợi ý, hoặc tự bản thân chúng ta thấy được bản chất và tác hại của học đối phó. Chắc rằng mỗi một em chúng ta cũng đã có lần là học đối phó như thế này, cho nên chúng ta cũng có thể tự rút ra được những cái tác hại của việc học đối phó để chúng ta tạo lập bằng mặt. Đây là bài tập tự dụng về nhà. Em chuyển sang bài tập số 3. Trong bài tập số 3, dựa vào văn bản bằng đề đọc sách của Chu Quang Tiền, phân tích các lý do khiến cho mọi người phải đọc sách. Như vậy, ở trong bài tập số 3 này, chúng ta thấy ở đây, trước hết chúng ta đánh giá sách ở đây có một cái vai trò tầm quan trọng rất lớn đối với mỗi con người. Như vậy thì ở đây lý do nào mà chúng ta phải đọc sách? Trước hết là chúng ta thấy sách là kho tri thức vô giá của nhân loại. Đúng vậy, chúng ta có thể tìm được rất
với trí thức ở các lĩnh vực khác nhau, nào là tự nhiên, nào là xã hội, nào là trí thức về văn hóa, về nghệ thuật ở trong các cuốn sách. Thế nhưng với xã hội đang ngày càng phát triển, sách có nhiều loại như vậy, cho nên chính vì vậy các em phải thấy được là chúng ta phải lựa chọn sách như thế nào, những cuốn sách nào có giá trị và phải biết cách đọc sách như thế nào. Thứ ba nữa, đó là đọc sách mới có tri thức, mới tiến bộ, mới phát triển một cách toàn diện về mọi mặt như tri thức, sức khỏe, tâm hồn qua những cuốn sách có giá trị. Rồi thứ tư nữa, đó là tạo ra sự hiểu biết sâu rộng, thông thái mọi lĩnh vực, nắm bắt bất kỳ một cái học vấn nào, vận dụng những điều đã được học vào trong thực tế. Cuối cùng đó là biết đúng sai, biết yêu, biết ghét, biết đẹp, biết xấu, và giáo dục hướng tới con người, hình thành ra những nhân cách tốt đẹp. Cuối cùng, sau khi tìm ra được hệ thống luận cứ, chúng ta chốt lại vấn đề. Vậy thì sách không thể thiếu trong cuộc sống con người. Đó là mang tinh thần là người bạn tốt giúp đỡ con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mọi người cần phải đọc sách. Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy có một cái quan điểm cho rằng đọc sách là tốt nhưng chưa phải là tất cả. Không phải lúc nào cũng đọc sách mà cũng phải học ở ngoài cuộc sống xã hội để nâng cao tri thức, vốn hiểu biết của mình. Như vậy, chúng ta sẽ làm cho cô giáo bài tập vận dụng. Em hãy tìm ra lý lẽ, dẫn chứng để phân tích, thuyết phục cho mọi người về quan điểm trên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy không phải lúc nào chúng ta cũng phải cắm đầu vào sách, lúc nào cũng đọc sách, mà chúng ta cũng có lúc phải học hỏi ở cuộc sống, ở xã hội. Như vậy, chúng ta sẽ thuyết phục cho mọi người quan điểm trên. Và đây chính là bài tập về nhà các em làm vận dụng. Với bài tập số 4, các em viết một đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bàn về đọc sách. Trên cơ sở, ở trong bài tập số 3, cô giáo đã hướng dẫn tìm ra hệ thống luận điểm, luận cứ, và các em có thể là dựa vào cái hướng dẫn đấy, cũng có thể là chúng ta tìm ra những cái dẫn chứng mang tính chất thuyết phục để hoàn thiện bài tập số 3 này và vận dụng phương pháp tổng hợp. Với bài học ngày hôm nay, cô giáo mong các em sẽ về ôn lại hệ thống mạng kiến thức về phép phân tích và tổng hợp, hoàn thiện các bài tập vận dụng và soạn bài tiếng nói của văn nghệ. Với tiết học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta đã luyện tập tìm hiểu một số các bài tập và vận dụng nhận diện phép phân tích tổng hợp, từ đó cũng biết cách tạo lập ra văn bản nghị luận theo hai phương pháp trên, biết cách kết hợp nhuần nhuyễn sáng tạo, tìm ra những luận điểm, luận cứ mang tính thuyết phục cho người đọc, người nghe. Và cũng rất là mong các em có thể tìm ra những cái luận điểm, luận cứ đấy để thuyết phục cho mọi người cái quan điểm của mình. Xin cảm ơn các em đã đến.